Em chào anh Nguyễn Vinh nha. Em chào anh Dương Hồng Thắm. Em xin chào chủ nhiệm câu lạc bộ Thái Bình. Em chào các anh các chị quản trị viên câu lạc bộ Thái Bình nha. Hôm nay em rất vui được chị Hiền quản trị viên câu lạc bộ mời lên giao lưu cùng với các anh các chị ạ. Em chào chị Huệ nha. Em chào anh Sơn ạ. Em chào anh Thiện Đoàn. Nhìn có buồn cười không chị ơi? Vâng, cũng sắp đến ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ, em sẽ gửi đến cả nhà mình một số bài hát về ngày Thương binh ạ. Em chào chị Thọ nha. Em chào anh Quỳnh Lê ạ. Vâng, em đợi cả nhà nên đông đông một tí rồi sẽ hát ạ. Em chào chị Nguyễn Xuân. Vâng, em cảm ơn anh Quỳnh Lê nha. Vâng, em sẽ bài đầu tiên em sẽ gửi đến cả nhà bài hát Mẹ Năm Nghe ạ, soạn lời của chị Bích Thủy hát theo điệu Tò Vò. Em chào anh Oanh Nguyễn. Em chào chị Nguyễn Thinh. Em chào anh Hoa Vũ. Quận thấp
chào chung cả nhà nhé. Em chào anh Thanh Nguyễn. Vâng, tiếp theo gửi đến cả nhà mình bài Nỗi lòng của mẹ.
anh chị đang xem và cổ vũ cho em nha. Em sẽ không chào được từng người, các anh các chị thông cảm nha. Em sẽ gửi cả nhà một bài thăm lại các anh ạ. Em chào anh Phạm Quân nha. Em chào anh Quang.
các chị rất nhiều ạ. Tiếp theo gửi đến cả nhà mình bài Dũ Lòng Người. Trời cao
giờ có chỗ nào nó bị sai thì các anh các chị thông cảm cho em nha. Vâng, em sẽ hát bài Sống Mãi Tuổi 20. Sao toàn tông nam thế nhỉ, không có tông nữ. Từ đầu giờ toàn hát tông nam rồi ạ. Chết rồi, mạng quay không lên được rồi chị ơi. Sống Mãi Tuổi 20 đây mà lại không được. Vâng, em cảm ơn các anh các chị đã động viên ạ. Chết rồi, quay rồi. À đây được rồi ạ. Em cảm ơn anh Tuấn nha. Đấy, nãy quay rồi. Em sẽ chuyển bài nha, tí nữa em sẽ hát nha. Cúc ơi, đồng đội cho em ạ. Tí nữa mà được thì em sẽ hát lại bài Sống Mãi Tuổi 20 nha. Thank you.
Em cảm ơn các anh chị ạ. Em cảm ơn chị Thanh Xuân ạ. Thấy bài này không được. Vâng, em cảm ơn chị Phạm Thị Hoài ạ. Em hát thử cái bài Anu Nàng Hà này xem có được không nhá. Bạn cũng tâm nam. Em chào chị Lê Dần, em chào chị Thanh Thảo, chám Tiến Treo nha, chán thế nhỉ? Khanh các chị thông cảm nha, mạng đang bị chập chờn ạ. Em tìm bài khác nha. Bài này hay quá mà không hát được. Đúng rồi ạ, bài này mạng không cho hát ạ. Bài này cũng lại quay nốt. Em chào chị Minh Thư Vũ nha. Sao thế nhỉ? Các anh các chị thông cảm nha, mạng nhà em nó cứ chập chờn thôi. Trần mạc ta cùng.
mất mạng đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em chào anh Phạm Xuân Khoa. Vâng, em gửi đến cả nhà bài Anon Nèm Hà nhé. Bài này em chưa hát bao giờ. Có chỗ nào sai các anh chị thông cảm nha. Vâng, em cảm ơn anh Xuân Mạnh nha. Mọi người hôm nay.
đầu tiên em hát vẫn chưa được tốt lắm, anh thông cảm nhé. Vâng, cả anh các chị thông cảm cho em ạ. Em chẳng nhớ bài gì để hát nữa.
tay đi nhỉ. Cái gì của anh Mai Văn Nàng vừa em bảo em hát em quên mất rồi. Anh Mai Văn Nàng vừa em hát bài gì nhỉ? Một thời hoa nữa. Yên quê mẹ. Vâng, em cảm ơn các anh các chị đã cổ vũ và động viên cho em nha.
Bài lời thương tâm cùng nhau. Vâng, em chào anh Phạm Khuyên, em chào ông chị Hiền ạ. Em chào anh Trần Văn.
Em chào anh Đanh Đa nha. Có anh chị nào yêu cầu em hát hai bài em quên mất rồi ạ. Nơi biên cương gửi về quê mẹ với bài gì nhỉ? Anh Vĩnh Trần tìm bài của em này. Bài này em cũng không có hát được nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh cũng chẳng ạ, em học nó có vào đâu. Khi nào anh xuống Hạ Long dạy em thì em mới học được.
Vâng, em cảm ơn 17 anh chị đang xem và cổ vũ cho em nha. Em chào anh Chất. Vâng, bài Tình Thư Hạ Vĩ em sẽ hát song ca cùng mấy anh quốc bộ ạ. Châu Long nàng ơi, ngoài vườn trăng đang tỏ, bây giờ em không nhớ bài gì nữa, mà các chị chọn cho phong em. Cảnh thật tình, muốn cùng nàng thâu canh, nhấp chén rượu ân tình cho đỡ nhớ. Bóng quê dài tiếng tay anh gái ơi.
anh nghĩ trong ý mai anh lại đợi ý dày đợi tháng nhớ năm trong ý thời là vâng, em cảm ơn các anh các chị đã quá khen ạ.
Mấy hôm nay mạng thì em hơi yếu lắm. Vâng, cháu cảm ơn chú Lâm Đình. Em cảm ơn chị Hồng Hiền ạ. Nón trắng quê mình. Không biết em còn hát được nữa không đấy. Sáng mai chị nghe máy chị hết pin rồi. Vâng, em cảm ơn chị nha. Em chào chị Hoàng Diệu. Vâng, em cảm ơn anh Văn Dũng đã động viên ạ. Nón trắng quê mình phải không anh? Chào anh Dũng, chào anh.
chị đang xem và cổ vũ cho em trong câu lạc bộ và ngoài câu lạc bộ nha. Em chào chị Hương Nguyễn. Vâng, em chào anh Tâm Vũ ạ. Vâng, em cảm ơn các anh các chị đã cổ vũ và động viên ạ. Em chào anh Xuân Nho nha, lâu lắm rồi nên nhìn thấy anh. Vâng, các anh các chị đợi em. Chúc em tìm bài nha. Đấy, cái bài này cứ không được. Thank you.
Xuân cũng hát rồi mà, Điệu Đào Miễu bài Cúc Ơi em cũng hát rồi. Em chào chị Phạm Thắng ạ. Máy cứ đưa thôi, vâng anh đi nghỉ trước đi anh ơi. Anh Chất còn ở đây không nhỉ? Anh Chất anh ơi, anh đổi bài khác được không? Hay là vẫn cứ hát bài Cúc Ơi ạ? Bài Nới Nơ. Vâng thì em hát bài Cúc Ơi nha. Chào Thanh Thủy, chào Dũng Luân, chào anh Ngô Vinh. Vâng em hát bài Cúc Ơi xong sẽ hát Điệu Nới Nơ nha. À anh vẫn còn ở đây à? Vâng thế em sẽ hát xong Quân Tử Vô Địch. Vâng em hát đến 11 giờ các anh các chị cứ bình tĩnh nha. Đợi em một chút ạ. Cúc Ơi. Anh Chất yêu cầu em hát bài Trần Tình thôi. Không hề thấy
Thank you.
chắc là điệu lấy lơ nha, của không biết của anh nào không. Thank you.
Huyền Phương Huyền. Em chào chị Nguyễn Thu. Em hát mà bài gì bây giờ nhỉ? Em chào anh Trần Quang. Nhịp đuổi em ạ. Vâng, em xin hát một bài này nữa rồi em xin xuống nhà máy em hết pin ạ.
Vâng, em cảm ơn các anh các chị cùng các bạn đã cổ vũ cho em để nên giao lưu.